Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với 365 Radio số thứ 2. Hôm qua là số thứ 1,5 do Isaac bị bệnh không thu được, nhưng hôm nay đã là số thứ 2 rồi. Nhưng tuy Isaac đã khá hơn nhưng mà Isaac bị đau họng nên không có thể hát được. Hôm nay Gào sẽ giới thiệu với các bạn một nhân vật mới trong 365 Radio, đó là hoàng tử nội trợ June. Xin chào June. Xin chào Gào và các bạn. June có vẻ hơi xấu hổ. June có một cái sở trường rất hay là June nói tiếng Nhật rất là chuẩn. Hôm nay June sẽ hát cho các bạn nghe một bài tiếng Nhật. June có thể cho các bạn biết là bài đấy là bài gì được không? Nói là chuẩn thì không dám đâu. Nhưng mà nếu mà Gào thích thì June sẽ hát cho Gào và các bạn nghe một bài hát rất là dễ thương và rất là quen thuộc. Đó là bài Chuột Yêu Gào mà version Nhật. Chuột Yêu Gào tiếng Nhật đọc là gì vậy? Bài đó cũng nghĩa là Chuột Yêu Gào nhưng mà nó dịch ra thì khá dài, nghĩa là Nezumi wa Kumegasuki. Ok, thế June còn muốn nói gì nữa không? Cái bài này thì Jun không có beat tiếng Nhật nên Jun sẽ hát trên một cái beat tiếng Hoa đó. Jun chỉ hát bằng laptop thôi. Nên mong là các bạn sẽ dở thì các bạn sẽ thích nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe Chuột Yêu Gạo phiên bản tiếng Nhật dưới giọng ca của Jun nha, hoàng tử nội trợ. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Goodbye, see you again. Lê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kể. Wo ai ni hito kana wa ru yume ne kome wa nai tsumi o tsugi janai mono ne wa shang ni dakero anata ga suki yo kore kara mo zutto dai suki da yo mata asita wo ai ni onto wa anata ga suki yo nezumi ga tome o dai suki na yo ni wa shang ni だけど気づかないで